cái cốt của mình á, nó nằm ở trong cái, nó nằm ẩn trong cái thân hình con người mà mình không biết cái người phối ngẫu của mình là cốt gì. Có nhiều lần sư phụ nói chuyện với cha với mẹ hay là mấy chư thiên trên trời, sư phụ mang mấy người mà gọi là lì lợm không tin á ngồi kế bên, mấy vị không có thích, trời ơi mang con heo vô trượt nó thúi. Nhưng mà con người thì mình nhìn cái hình người, nhưng mà thật sự bên trong á, ẩn bên trong là một cái con thú. Con thú thì nó cũng có mùi hôi của con đó đó. Rồi cái khi mà có một lần lâu rồi, chùa mở nhãn thông cách đây mười mấy chục năm, nhìn qua cái người nằm cái bên mình á, mặt thấy gớm. À mà lúc mà không có nhãn á, thì nhìn hồ đẹp lắm không? Hung đồ không? Mà tới mở nhãn ra là quảng hồn. Thì cho nên cõi trời với cõi thế gian nó khác nhau nhiều cái đó. Tại mấy con không có biết, đừng tưởng ai cũng giống hệt ai.